Kết quả U22 Campuchia 1-2 U22 Indonesia, chủ nhà nuốt nước mắt dừng bước ở SEA Games 2023. Nỗ lực đến tột cùng, đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng U22 Campuchia vẫn để thua 1-2 trước U22 Indonesia ở lượt cuối bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda đã phải nhường 2 tấm vé ở bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 2023 cho Indonesia và Myanmar. Bàn thắng U22 Campuchia, Shin Sovanma, 45-2. U22 Indonesia, Titan Agung, 10, Beckham Putra, 52. U22 Indonesia đã sớm giành quyền vào bán kết SEA Games 32 với ngôi đầu bảng nên dễ hiểu, họ đã ra sân với rất nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Indra Syafi vẫn chơi trên chân và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. Kelly đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn U22 Campuchia phải đẩy ra và Titan Agung đã băng vào đá bồi mở tỷ số của trận đấu. Đội chủ nhà gần như chơi lép vế nhưng trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng họ lại bất ngờ có bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ. Từ quả phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Sovanma thoải mái đánh đầu vào góc xa, bóng dội cột dọc đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Huấn luyện viên Indra Syafi tiếp tục là những người chơi hay hơn ở hiệp 2. Cũng không phải đợi lâu, U22 Indonesia đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 52. Beckham Putra có đột phá ở trung lộ đẳng cấp trước khi tung ra một cú sút xa. Bóng đập vào người một cầu thủ U22 Campuchia đổi hướng khiến Lion phải bó tay. Thực tế, các học trò của Keisuke Honda đã chơi không hề tệ. Họ tạo ra những cơ hội 10-10 nhưng lại ném bỏ một cách đáng tiếc. Ở phút 67, Lim Tisop vẫy má ngoài chuyền bóng như dọn cổ nhưng Len Nora đã sút bay cơ hội này. Đó chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Ở phút 82, U22 Campuchia được hưởng quả phạt gây tranh cãi. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Lim Tisop lại không thắng được thủ thành Adiseso. Thua 1-2, U22 Campuchia chính thức rời SEA Games 2023 và họ phải nhường 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A cho Indonesia và Myanmar. Thật đáng tiếc bởi thầy trò Keisuke Honda đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 2023 được tổ chức trên sân nhà và họ cũng không phải là đội bóng chơi tồi. Tuy nhiên những áp lực từ sự kỳ vọng, cộng với sự thiếu bản lĩnh của những cầu thủ trẻ đã khiến đội chủ nhà tự loại mình khỏi cuộc chơi. Cũng nói thêm, ở trận đấu còn lại, không cần U22 Indonesia, U22 Myanmar đã tự quyết định số phận của mình khi đánh bại U22 Philippines với tỷ số 1-0. Đội hình xuất phát U22 Campuchia vs U22 Indonesia. U22 Campuchia, Lion, Bunchai, Nava, Sinti, Sokri, Pisot, Chanthi, Sosidan, Sarapit, Sovanma, Quốc Tịch. U22 Indonesia, Adiseso, Rio, Ferrari, Coman, Beckham, Haykan, Taufani, Witan, Kelly, Ifan, Titan.